Bây giờ mình bắt chảo lên để rang gạo nấu cháo. Rồi cái này mình cho một lon gạo vô, thêm một lon nếp nữa. Bữa nay mình nấu cháo là hai thứ, vừa gạo vừa nếp cho nó ngon. Son lên để mình bắt nước nấu cháo. Cho nước vô. Rồi, củ hành này mình nướng rồi chẻ đôi ra chút để trong cái nước của nồi xương. Rồi giờ nước cũng sôi rồi, giờ mình lấy xương rồi cho vô nồi cháo, nồi nước cho xương vô. Này là được miếng gan. Dằn lưỡi phèo. Rồi tiếp được một chùm phèo nữa. Rồi mình cho vô nửa muỗng muối. Mình cho gừng mình nướng vô trong nước cho nó thơm. Rồi, hành trắng mình cũng nướng luôn. Chín rồi, giờ mình vớt thịt ra. Phèo. Hỏng, củ hành cũng vớt ra luôn. Mình rang mình vo sạch rồi, mình cho vô nồi nước. Này hai anh em mình vò viên. Vò viên gì gì nhỏ nhỏ vậy mà con. Dạ. Nên hay làm biến cái bỏ vô cái bịch đó. Nặng hả? Nặng nó nhanh. Mà em thấy nó không đẹp. Nó không có tròn. Nay anh kem nó ngủ tới mấy giờ, cả mấy giờ nó thức nha. Nó ngủ tầm 3 tiếng, 2 tiếng 3 tiếng. Sớm giờ nó ngủ được tiếng mấy rồi. Chắc cũng gần thức rồi đó. Anh ra canh tới giờ thức. Giờ ăn. Nó cứ 3 tiếng thức, 3 tiếng ngủ. Nó không xe tròn hả? Hồi nó cũng méo lắm á hả? Mẹ đùa cho nó cũng méo tròn lên, nó cũng méo. Cho ăn với cái gì ta, giờ cháu quẩy gì nữa. Nhưng mà tiệm em thấy ta ăn cháo với lại bún riêu gì cũng có cái đó nữa đây nè. Ta nhúng vô nó súp qua. Có cái đó dễ ăn.
mà bánh hỏi cháu này bánh hỏi cha thì bánh hỏi á. Sáng nay có món bánh hỏi nữa kìa. Bánh hỏi cho cha. Cháu đi bánh hỏi. Cho nó tròn tròn. Rồi giờ cháo nở rồi, mình cho thịt vào viên vô, mình cho miếng nước thì nó mới tụt chút. Mình cho huyết vô luôn. Sợ dằn. Rồi giờ mình nêm luôn. Cho vô 2 muỗng hạt nêm, 2 muỗng bột ngọt. Cho vô 1/4 giá nước mắm. Giờ mình xắt thịt để ăn, rồi lấy cái tim xắt. Thì là sắt nó bị chảy. Rồi cho gốc hành vô. Tô đây chị để giá hẹ vô để mấy cháu ăn. Diễm ơi. Dạ, tô rồi chị Tô đây. Nè đây. Dạ. Cho ít cộng hẹ. Cần. Cho giá vô. Nè Diễm, để đó đi. Dạ. Chị để giá rồi vô xong hết đi rồi cái mình dạ. Để cháo vô. Kéo dĩa xương xích vô. Cháo chín rồi, cháo ăn. Rồi, giờ múc cháo đấy, vô ăn. Cho cháo vô tô. Cháo lòng có thịt, thịt bằm vừa viên. Món này là biết món gì không? Cháo thịt bằm này là anh em nhà của thằng Tôm á. Rồi được rồi, đây ai bưng lên giùm đây. Đây có ông chạy bàn, ông thợ, ông ba thợ nấu. Bữa nay cô hai giữ cháo rồi, cô hai không có lại được.
có cụ hai nữa là vui lắm, có ông ba thì nấu. Đây ông ba ơi, mở tiễn đâu đây, mở tiễn nè, bưng dọn bữa nay thằng Bi nó đi học rồi. Bữa hổm về cho ăn cá hôm bữa. Múc cháo đi đi chứ hồi nữa thịt ở trên bàn thịt nhiều lắm. Cho ăn được cho bà nội ơi. Cho nội thích rồi. Con một tô cháo bà nội ơi. Chiếc này về bà nội vất vả quá, mưa gió quá chừng hết con. Thôi cứ miệng đi kìa. Nhìn với bạn kìa. Bà nội mới đây, bà nội nấu cháo nè. Con nhìn với bạn. Nấu cháo rồi đãi cho gia đình của thằng Kem nè. Con nhìn với bạn kìa, quá trời đồ ăn luôn kìa. Đó, bữa nay bà nội đãi cháo đó. Để bà nội lấy thịt rồi để vô cho ăn. Thèm quá, thèm quá. Trời ơi, qua nhìn bò sữa bò cũng đi. Nó 3 tháng sữa nữa à, là về là béo, ăn cháo, ăn cháo. Thôi cho gặm xíu quách nè. Cho cục xíu quách cầm đi. Con cái về, con lựa đây. Em ăn cái gì đây? Rồi, con mẹ đâu mày? Đi thay đồ thay đặt gì rồi. Ăn cháo, ăn cháo, ăn cháo. Em ăn cháo. Để vô lấy cho chị cái ghế đi Diễm ơi, chị làm cho con. Bà cháu bán quán đây. Bà cháu mình đi ăn kem. Bán là có thằng kem bán đắt dữ rồi ạ. Cháu mình bán quán đây nè. Bà nội cái gì cho ăn cái gì? Cháu lòng với gì kêu bằng gì? Cháu quẩy rồi. Cháu quẩy. Cháu quẩy. Giò cháu quẩy. Bà nội để thêm thịt vô. Thêm thịt vô. Cái này là thịt tim. Ông nội chứ gặm nó à. Ông nội thích ăn cháo. Hả? Kem à. Cái bà nội lạ quá hả? Cho một cục thịt đi. Bữa nay bà nội bán rẻ lắm. Cho con cái gì cứng cứng con nhai coi. Chưa được đâu con ơi. Để cho con cái cuốn hầm con nhai gọc gọc đi. Để vài tháng nữa đi. Có nhú lú lú găng rồi kìa. Lú lú găng rồi á. Chảy nước miếng dữ lắm rồi. Em ăn rồi. Chảy nước miếng dữ lắm rồi. Em ăn rồi. Sao cũng thèm lắm rồi bà nội ơi. Cho cứng cứng chút nữa đi hả cho ăn. Ha, kêu. Kêu mà. Nhìn quá trời luôn. Mày nói làm cái gì hả? Mày giờ cái tay của mày nè. Cái tay mày đưa tới đưa luôn nó nhìn theo. Nó nhìn nó thấy cái gì lạ là nó nhìn lắm. Ủa? 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 Láo liền vậy đó. Quan sát. Trời đây đâu mà lạ quá. Dạ quá bà Bảy ơi. Không mưa chạy về. Túng chùm có mưa về lạ quá trời lạ luôn. Bữa đó, nó lạ nó khóc á chị hết hồn luôn á. Mình cho ít gừng lên, cho hành nhờ đây.
cháo lòng có gừng thơm. Trời, nãy mà không anh đâu có gì đâu, mà nhìn nó ngoài vậy, nhìn mình nội kìa. Rồi, cho hành phi thơm vô. Xong hết rồi, được ăn rồi. Kem nó thấy nó nại dữ lắm mình. Đây đũa nè con. Đây. Đây cho con. Dạ. Ai bỏ tiễn thì kia. Đây, kinh chi đẳng đi Diễm. Dạ. Đó, bữa nay cho. Đây, đây đũa của chị Diễm ơi. Đây. Rồi kem. Đây, đây. Của con đâu. Diễm này cho đây em giữ luôn cho. Mình sao ăn? Em ẵm luôn cho. Thôi. Trời ơi. Chịu con. Rồi, cho cô làm sao đây trời. Ăn sườn. Đó. Rồi. Đây cho cái khăn luôn nè. Ngon quá. Em đi chơi con. Rồi cho cô giữ đi. Rồi dùng thấy rồi kìa. Rồi mời cả nhà ăn cháo. Mời cả nhà ăn cháo với mình nha. Bữa nay nấu cháo lòng. Cả nhà ăn cháo. Mời cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn cháo nhà. Với con. Bữa nay có con có cháo về đầy đủ. Có kem. Cháo ăn cháo luôn. Cho ăn nấu cháo đẩy luôn. Nào kem. Cho ăn cháo với gì? Bánh à. Bánh củ cải. Bánh củ cải. Bánh củ cải hả? Bánh củ cải. Quẩy. Quẩy vô bánh củ cải. Lấy ăn đi. Dạ. Mẹ cho nè con. Cho con. Hiền lấy tới Hiền mẹ. Dạ được rồi mẹ. Ấy rồi con gấp cho mẹ. Mẹ để đây. Cha là bánh hỏi. Ừ, cha là bánh hỏi. Ủa, cái gì vậy? Dạ. Em, con mẹ ăn gì kìa kem. Wow. Em ơi. Có kìa là ăn được mẹ chả. Thử coi, thấy người ta ăn cái món này nhiều lắm. Dạ. Em ơi. Ông nội là thích bánh hỏi không hả? À? Con dòm đi. Con ăn cái nào? Mời cả nhà. Kem muốn ăn cái nào kem? Kem muốn ăn cái xí quách. Cặp kia một cục xí quách cả đây. Ngon quá, ngon quá. Trời, nhìn bà Bảy ăn kìa. Nhìn bà Bảy. Bà Bảy. Trời, tháng nữa hả bà Bảy ơi. Con hốt con chụp. Này là nhắm bấm mặn là đúng. Nhìn sắc lên thơm luôn. Có ớt này cha. Để ớt rồi cho nó ngon. Ớt. Trời ơi thèm quá rồi, không có xíu quắc ra cặp đỡ cái cù lẳng tay. Cho bự già. Tay con. Cho bé mẹ nè. Hai kem. Kem. Nay cho cô ba giữ đã luôn. Lại đi. Hai tội nghiệp ba mẹ lúc nào cũng thấy một người ăn trước người ăn sau hết trơn. Cho cô ba giảm cân đi. Kệ cẩm kem cũng được. Nó nhìn bà Bảy dữ lắm luôn. Nhìn bà Bảy hả con? Lúc này giùm miệng dữ lắm à. Thôi con, dòm đi. Trên bàn có gì à? Thơm phức không? Thơm quá kem ơi. Nhìn cái tay mà Bảy anh bỏ vô, xong rồi nhìn lên cái miệng. Nó. Ôi. Sao sạc vậy cơ? Con nắm cái giò nè bà nội, con sẵn nước mí. Nó nắm cái giò nó chơi vậy nè. Đâu chơi, sao chơi nè, sao coi. Nắm cái giò lên con. Nắm cái gì nè, cái búng, búng ra búng vô. Nó biết chơi lắm rồi. Nó dễ thương lắm, nó chơi cái tay nó với cái chân nó hả. Nó nặng lắm. Chứ không có đồ chơi. Nó hôm nó dở lên vậy, nó đưa đưa vậy á. Nó chơi rồi nó thấy thương lắm. Kem. Mở dựng hình là câu suốt luôn nè. Dạ.
rồi cách xa ra tới buồn ngủ là hắn vụi dữ lắm nha. Hai tay vụi 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 vô lỗ mũi rồi. Giờ không có coi truyền hình được cái là bẻ chỉ á. Lại rồi đi. Gán đi con. Gán đi, mà mốt sẽ được ăn. Con một đẩy chia đi. Ủa ăn dặm là ăn gì chị Hà? Bột cháo. Được không? Con dặm đi. Hấp cơm mà sáng như ra hồi đó ăn cơm tát không chứ đâu có giờ như mua bột đâu. Dạ có bột. Hồi đó thằng Khoa nè, mẹ tán nhừ á trơn á, rồi mẹ nấu rau củ thịt rồi nó bằng mẹ nghiền á, kêu lấy cái muỗng nè nhừ ra như cháo nè, để lên giỏng đút là nuốt đút là mới cho ăn. Cũng ăn vậy luôn hả mẹ? Mẹ cho ăn vậy đó. Ở đâu có bột có gì đâu, đút mà mẹ hấp cơm á, cơm mẹ hấp cho nhừ, rồi mẹ nấu rau củ á, rồi mẹ để vô luôn hấp trong nồi cơm vậy chứ nó nhừ lắm nha. Mẹ, rồi mẹ lỏng lỏng á, mày đút cho nó. Thôi anh này anh nuốt thấy thương lắm, ăn như khu cưỡng vậy đó. Đút hơi một no là thôi à. Dạ mày được vậy à. Nó no rồi, nó nhả là no rồi đó. Mà đi đâu cũng vậy nghe, no bụng rồi thôi, ai cho gì cũng không ăn nữa chứ. Chứ không có dùng miệng dùm gì đâu, ăn no rồi thôi à. Bây giờ có cái bột, ăn bột ngọt xong rồi tới bột mặn. Hai đứa à, ăn chăng cũng vậy, ăn khoa cũng vậy. Ăn hơi một no, ăn lẹ làng lắm. Được. Không phải như con người ta mà ăn chút đâu. Mấy đứa này lẹ làng lắm. Ba mốt này kêu cha nó đút cho không á, cô ba. Về đây cô ba đút cho ăn con. Cha nó đút đi thôi, cô ba nó đút giảm cân. Ở đó cô con đút thằng Vi đó giảm cân luôn. Hai chị em đi chung luôn. Cô ba đút nó trong giảm cân nữa. Vậy là thằng Bi có hiệu nghiệm phải không? Thằng Bi đó, thằng Trang đút. Trang đút bây giờ nó dám cân. Vẫn thư ai đút? Không biết nữa. Rồi con không nhớ. Bi đút lại. Hồi đó nhớ là thằng Bi con đút. Còn Trang nó nhớ luôn hả? Nhớ, hồi đó em hay dự rồi. Bi thấy thằng Trang dễ ăn rồi. Sao này hết nhắm cho. Trong quá miếng, miếng rồi. Quá sức tưởng tượng. Múc miếng trên tay này kìa. Để cho cha nó đút, cha nó cũng dễ ăn lắm. Cha nó ăn dễ lắm, tội nghiệp lắm. Cha nó không có thư gì hết á. Ăn cơm nguội, cơm ngậm, ăn gì cũng được hết. Con không được ăn cái tay con nha. Nhìn cái tay đẹp trai à. Mà kén ăn quá là lấy gì nha. Đó, bữa nay có cái ghế dựa rồi mẹ ơi. Ông nội bán đợt ổi rồi mua cho cháu cái ghế đi. Hai ông cháu còn chút tiếng. Cho dựng hình. Ghế dựa ra vậy nè. Sáng trà nó với nó là ngồi. Chẳng có đi công chuyện sớm quá rồi không có. Nhưng mà đừng có cho uống cà phê nghe, uống trà nghe, ghế thằng cháu nó ghiền nữa. Nó bình sữa đây. Uống sữa. Nay cô ba làm cho con cái ghế dựa này. Cô ba ngã ngã ra làm cho con dựa nha. Cô ba ăn kem. Dựa ra cô ba nè. Dựa ra con. Muốn ngồi rồi. Muốn ngồi vậy rồi. Đây, cô ba cho con dọn vậy nha. Đó. Ôi ăn cái tay của cô ba rồi. Thầy kem sô-cô-la hả? Có thằng kem kem dâu nữa. Chào chào nữa. Để chừng nào phát kem hả? Kem. Chỗ tay bẹp 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 bẹp. Chỗ tay. Đeo ông nội đi con. Ông nội dẫn cho đi chơi. Đi theo ông nội cũng làm đồ chơi cho chơi. Ông nội cũng bà trò dữ lắm à. Bây giờ là tính sẵn hết rồi đó. Tính sẵn đồ ăn bài hết rồi đó. Rồi về đây ông nội với cha nữa là thôi. Đâu kiểm hết. Là chơi không hết à. Để đi rồi con mua cho cái gì đó, lồng đồ chơi á. Ở trong đó có cái lồng tuột. Rồi có cái gì ta, có cái nhà.
đây là ca cái đồ nhốt lại đó nghe. Cái đó là cái đồ nhốt. Đây rồi phải làm hàng rào nữa trong nhà nữa chứ không thôi là phải dạo ngoài nữa. Không nợ phải thiết kế để làm chứ không thôi. Cái thường xưa là nó kéo cái chân nó lên. Để có chừng đi lập đẩm nè. Nó kéo cái chân nó lên nè. Đang nắm rồi. Như nhà là cũng vậy ha. Bà nó nhớ là chuẩn bị hen sẵn đi đâu đâu gào. Như nhà của cô Hai đó. Mấy thằng cháu đó. Dạ. Gào mượn gào đồ. Nó đó. Đi nó chạy là nó đâu có biết cái chỗ nào là chỗ nào đâu. Thằng bây giờ cũng gào vòng vòng. Mỗi lần lớn lên cái bắt đầu tới nó biết đi cái qua xin về cái tầm vòng. Bên nhà của Hai á là cứ xin che tầm vòng đặng gào thằng cháu. Nó qua đây mà cái mương này hát là nó chạy đại vậy nó đâu biết đâu. Phải ôm nó chụp nó lại. Trời nó gấp nha. Có con khum lưng quá vậy Kem. Mà mốt bán nữa không? Bà nội bán gì lỗ mà nội. Bán bữa một bắt giống. Thôi nghỉ. Bò rồi. Quên sao? Nghe bò rồi. Khó rồi mà. Ở đây gọi là về dưới cái là lạc phải không? Đợt này cái là bò đi tê tê luôn à. Đường là bò tới ngồi. Chu đít lên. Có ba tay sạch lỡ rồi. Con đâu có khu rồi. Sao như em? Này bò đi được rồi nhưng mà chưa có trường. Chưa trường. Nó như con sâu vậy. Nó nằm nó nhụi nhụi cái đậu nó đụng cái đít nó lên. Rồi nó đạp cái khăn chị Hiền. Rồi mà lấy thế là bỏ. Giữa khuya á, mình buồn ngủ. Nó vừa giật mình vậy lập. Vừa mở mắt ra là lập. Gào xung quanh lại. Bây giờ mấy đứa về không? Đi chợ mua đồ rồi. Ê, cặp cái tay con đó không pha. Chị may đồ á, cắt áo luôn. Cài nút bên không à. Thằng nó làm nó không cắn, mà dễ nữa. Chứ đâu có mua đồ như giờ đâu, đó mẹ may cho con mặc không à. Mặc bộ đồ trắng rồi cái diện đỏ dễ thương lắm. Dạ. Và nút bên á, nút bên rồi đó, con bên cũng vậy. Vậy đó, cái trời lạnh á, già quá giờ hắn ra trong nhà. Vậy mà lần hắn cột cái nắp thang rồi nè. Giờ lần dắt leo qua, thấy ra được rồi, cái chạy ra là hắn chạy giết ra ngoài nước hắn nặng xuống luôn mặt con, nguyên rồi đồ trắng nè. Con thì không có kinh nghiệm thì nó có kinh nghiệm nè. Hôm đó hàng cái hàng gào á nó kêu hàng sắt đứng đi nó không có leo được. Hàng sắt ngang không leo được. Hàng ngang là leo được á. Phải làm đứng vậy là không có bắt lên leo được. Còn hồi đó mẹ gào con cha cột á, cột hay ngang vậy nè con có thể bước lên còn đứng đâu có bước lên được mà đứng mà phải khích nha. Vì hồi đó nhà dách mà đâu có phải như bây giờ đâu. Còn bây giờ chắc tới giờ chắc ra thiết kế lại rồi. Sắp về sắp. Sắp đứng là nó tuột, không có làm được. Nó chung được cái bắt đầu đan lưới vô. Không hàng dây cái lưới gào gà đan vô. Ê, cầm mấy chị rửa tay và nhảm cho. Ăn nó đi. Ăn no rồi. Ủa nhanh gì Hiền? Dạ. Khi có em bé nhỏ thường ăn nhanh. Trình thủ à? Kia đây ấm cho nó che kìa. Để đây mày ấm cặp đùi gà dưới rồi con. Đây bắt đầu qua liền thấy không. Mẹ nó vỗ tay là nó bỏ bỏ đây qua rồi đó. Nó bỏ tay qua liền á. Một cục một ngày nó một phát triển chứ. Dạ. Chị con mẹ không có gì hết rồi. Thôi con ta cũng bệnh gì vậy? Tình thương bánh thơm á. Cái đó cái gì hả? Cái đó cái gì mà nhìn dữ vậy hả? Ôi. Rồi cô ban đi. Cái mũ gì của con hả? Của con á. Nghe Kem, cô ba ăn gì nè? Đây, sòn xếp qua đây, nhìn miệng cô ba. Đây, món ngon. Lại tiếp tục nhìn. Ba nhìn kêu quá đi. Chị nói chứ nãy Kem no rồi, Kem muốn sữa no rồi mới ra. Ba
đâu có hẹn, hẹn nhìn chơi chứ không hẹn gì đâu. Chị có gì ạ? Mà nội biết làm gì mà nội đi á, nẻ tàu hả? Đó, đi á, rồi đi là nó nẻ cái nào nó vậy? Qua ngồi cái chị nói sao nó lắc kỳ qua, nó nghiêng nghiêng nó kiếm vậy qua, nó muốn đi rồi đó. Nãy em còn đi. Thôi cái miệng rồi kìa, hết biết luôn chưa? Xấu quá chị, xấu rồi. Thôi, đại ba ăn xong rồi đi với ba với nội luôn. Ê, đây nè. Mình đi trước nha. Kem ơi. Kem à, đây nè. Nó giỡn với ba với mẹ nó à. Kem ơi. Nhìn cái thao. Đẹp đâu? Chưa biết à. Chưa biết đẹp. Đẹp đâu? Nhìn ba con kìa. Rồi, cặp mi chú quách kìa. Ừ. Anh lấy cho anh. Cặp cục bự này đi. Ở đây cho cục này nè cha. Để cha lựa. Không, cha thích cái sụn cái cục này nè. Đây. Đây, mình đi ký giỏng mà. Vậy thì mới ngon. Nhai luôn. Đây. Nhai luôn. Chưa chưa, để vô đây. Bóc tay lên bao. Đấy không nước. Rồi, hấp dẫn xong rồi đó. Tăng tiệc. Dạ, ông thích ăn mấy cái sụn. Nó giống cực lắm. Nó có xe, răng chứa da còn bén lắm. Dạ. Cục thơm. Giờ thơm chứ chiều lỡ đầu, hết thơm. Hơi chua. Thôi đủ ngọt không? Được không? Con lắp được không? Lắp tới. Ăn đi con lắp tới. Cục thịt ăn đi dễ, chắc ăn dễ. Cái thịt này là cái thịt gì dây chặn nó ngọt lắm. Lắp ăn đi dễ. Em ơi. Con cầm cái gì nè? Nè. Thấy nó miếng mà mày à. Không thấy hả? Cái mẹ cái đậu rồi. Kem kem coi cô ba ăn nè. Nhìn nè, nhìn nè. Nhìn nè nè kem. Cô ba chỉ cho ăn cho con. Cô ba dạy cho ăn. Hai cái ba. Cút. Ờ, ấy bông nữa. Cần chơi hả? À? Cút cút cút. Ngon tâm đâu. Chơi nghiên cứu rồi hả? Ăn được không? Chạy nghe. Chạy nghe. Cầm chơi được không? Thập cười. Ừ. Nó cười con coi tên mẹ con thấy á. Con thấy mẹ đứa bé đó đó. Kem. Lấy trái hũ qua chà vô cái tay nó đặng cho đắng á, đặng nó ngậm nó bỏ. Ai giờ nó ghiền hũ qua nó ăn hũ qua sống luôn. Ăn được luôn. Lấy tới hụt mà sống nó cầm nó ăn luôn. Nói. Ăn ớt này cô ba nhỏ ăn ớt chứ lắm. Hai lần ăn ớt. Ớt kỉnh á. À đúng rồi, kỉnh á. Một lần thì như bức trên cây ăn, rồi một lần thì ăn trên bà nội. Ăn rồi cay á, chà quẹt cái mỏ lỗ mũi gì nó đỏ hết vô. Tôi thấy mấy đứa nó ăn ớt non kìa, nó bẻ ớt non ăn rồi đâu biết non dài gì, nó bẻ ăn. Nhốt lại luôn. Phù mỏ. Biết đi lẩm rồi đó. Muốn chạy sự đời, hứng quá. Thử. Thấy mấy người kia. Anh này nè, anh giữ nè. Để cho đi chiếc xe, để ở trong chiếc xe, đi, hụt lấy luôn lận. Nãy chàng mới nhắc nè. Nói mới một em có em nữa, giữ em giống vậy á. Chính thằng Lan bay xuống sân. Ba lo làm gì? Lo chơi hả? Có chơi. Chơi Tết, đó là thằng Tết. Biết đâu mẹ nhà mẹ làm á, nó giữ á. Lỗ mũi ăn trầu liền. Hồi đó đi theo rồi nha. Đi về giấu mẹ hả? Giấu. Mình trong khi cái lỗ mũi thì dành nành đó hả? Cho con cục nào nhỏ nhỏ thôi. Nó đại cục lớn hay không? Mẹ, mẹ, thanh em cho con đi mẹ. Thanh em tới gần giữ rồi, giữ đi, dẫn đi đó. Hồi đó anh chị nấu rượu đồ này kia, nuôi heo đồ dữ lắm. Dầm ra ha. Thằng đi gắn trong hút vô. Ba, đạp vô cái cây hẳn giờ ra luôn. Chơi. Ủa, ủ chân kìa. Trong hút chân. Kem cạp không ba cho một cục nè.
Ôi lâu quá kìa. Nhưng mà tưởng tượng như là cái cây men non mà nó lên nó có lông vòng vòng. Lông dừa giống ông nội á. Ông nội à, bây giờ trời hả, tới tuổi á, cha kìa. Cái chân mày á nó ra dài luôn kìa, nó mất mấy đồ cắt đó. Ông nội nói vậy đi. Ông nội nói vậy thôi. Nhìn qua đây đi. Nhìn qua đây đi. Mẹ nói đi hớt tóc á, rồi mượn người ta hớt chân mày đồ luôn. Người dài quá tỉa quá. Dạ năng. Dạ năng nhìn chú. Luôn mà. Bữa nay là trận cháu lòng ăn với gì? Cháu lòng ăn với giò cháu quẩy. Con ăn sao cho nên là vẫn còn xíu ăn tiếp. Một chút nữa đi cho cô ba ăn tiếp nữa đi. Giờ bà nội ăn rồi. Em sắp ăn gần trước rồi. Em sắp quạng rồi. Em sắp bể dĩa rồi. Trời ơi. Thấy là ăn quá chịu không nổi rồi nha. Nhà mình ăn cũng xong rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Mong cả nhà ủng hộ kênh mình. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.